Chào các bạn, hôm nay mình xin dẫn các bạn đi xem trái dừa mộng ươm lên được 3 cây. Trái dừa mộng mà nó lên mộng được 3 cây. Đây là mấy trái dừa mộng dừa khô nữa các bạn. Dừa xem nhé. Dừa khô xem. Đây là trái dừa mộng lên được 3 cây nha các bạn. Lâu lâu có một cái nó lạ, nó đột biến như thế này. Đây. Ba cây. Cái này nếu mình trồng lên thì nó là một gốc thì nó sẽ được 3 cây dừa nha các bạn. Nhưng mà cho tái hay không là mình không có biết. Trái không có cho tái nữa, nhiều một gốc cái 3 cây mất chất dinh dưỡng hết rồi. Này để mình làm kiểng rồi được đi triển lãm. Đây là mấy lính này đi hay qua giường, mấy lính nhỏ. Ê, hey, luôn.